Rồi mình tăng chào mọi người ha. Giờ tiếp tục đi vào sát bên đây khu bên đây nữa ha mọi người. Tới nhà bình thường đó thì Trần Bình Phong cũng thiệt hại mà cũng không cũng nhiều đó mà ít hơn mấy hộ kia. Đỡ hơn mấy hộ kia. Dạ không. Cho anh 500 ha. Dạ tặng gia đình mình 500 ha. Các mạnh thường quân đã lại tới đây ủng hộ cho mình. Dạ. Rồi cố gắng ha, cố gắng là mấy sửa cái nhà này ha. Giữ gìn sức khỏe ha. Cố gắng vượt qua cái khó khăn nha. Dạ 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 dạ. Rồi đúng cái đó là kìa, cái nó tóc rồi kìa. Mấy cái này nó bay mới làm lại sáng. Rồi đợi cho nó mưa ướt lên kìa. Rồi bay trên nóc rồi. Rồi giờ đi hộ tiếp thôi mọi người. Rồi mình đi. Cũng đi tiếp nha. Rồi tiếp. Chuẩn bị vô khu kia là lội tới đầu gối luôn á. Trong thẳng như kia là sớm em lội không nổi, em phải quay ra. Cũng mén hả? Dạ. Mén, mén. Khó bình thường. Rồi. Thường bình thường thôi, ngập bình thường nhưng mà cũng đỡ hơn nhà hơi chắc hơn hơi kia chút thôi, bình thường. Ở đây vợ con mới ngồi dọn rồi tặng cho chị 500 ha. Rồi cố gắng nha, vượt lên nha, khó khăn nha. Đây 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 miễn mình tích rồi đâu ơi. Chống gậy đâu trời. Đừng mới phỏng vấn này chú để bên hội người cao tuổi đó chị. Chưa. Đâu? Có hết rồi. Có bảy màu. Có màu nuôi đi sạch trơn rồi. Rồi, vô đây bỏ đi, bỏ đi. Vô mấy chú mà hỗ trợ chứ mà. Hộ này sao chú? Bình thường. Bình thường. Bình thường ha. Bình thường để tặng cho mỗi gia đình mình 500 ha. Rồi để là tiền của mạnh thường quân ở nước Mỹ á để tặng cho gia đình nha. Rồi gia đình em xin chân thành cảm ơn. Rồi 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 nha. Rồi rồi rồi. Chết chưa người nước mặn chết hết. Nước mặn chết hết. Nè nãy bắt cá nó bò lên quá trời nè. Úc đâu? Bắt cá gì ra cá chốt hả? Nó bò lên đây nè. Chăng? Một chút tí. Hồi quay vô quắt anh bắt hết trơn rồi. Là hộ bình thường luôn này qua. Thấy chưa phải không? Rồi có mấy mạnh thường quân nước ngoài đó xuống trực tiếp Úc ảnh hưởng gia đình mình 500 nha. Mưa gió vậy đó ảnh hưởng qua dạ, khó khăn này ha. Dạ dạ. Con cháu của anh em mà hỗ trợ cho được nhiều mình cũng phải vui lắm. Những cái phần mà 1 triệu hộ nặng thì bên mình cho ha mọi người. Bên mình tăng cho ha, còn hộ nhẹ thì bên quan cho ha. Luôn. Đây là đi khu thứ hai nè ha mọi người. Minh Tân cũng cảm ơn tất cả cô chú, ông bà, cô bác, ha, anh chị em ha. Dạ dạ. Đây hoàn cảnh này sao chú? Rồi rồi rồi, năm bình thường đi. Khó khăn nhưng bình thường đi. Bình thường. Rồi, rồi. Bình thường. Rồi, rồi. Rồi bình thường thì hỗ trợ cho bình thường thì cho 500 ha. Thì 500 để mua gạo qua của mạnh thường quân ở nước Mỹ ha. Dạ. Dạ. Là cảm ơn nhiều lắm mà các cháu các em. Dạ dạ. Rồi rồi rồi. Với 500 này chứ quý lắm ạ. Bữa nay quý lắm. Quý ha. Rồi cố gắng nha, cố gắng mà vượt lên nha. Dạ. Dạ. Cô chú giữ gìn sức khỏe nha. Rồi. Rồi đi tiếp. Dân cán bộ còn sáng giờ lội vậy không tới nhà luôn. Tan quan. Chút xíu ở đây nữa thôi. Quá. Từ gầm tới kìa. Trời ơi, chuẩn bị mưa tới rồi hả? Ừ. Ừ. Rồi hậu này sao? Rồi bên thêm rồi ơi. Rồi ông ấy ông chủ đâu rồi? Ông dưỡng ấp cũ đâu rồi? Ấp cũ rồi hả? Ấp cũ hả? Ấp cũ ở huyện kia. Huyện kia về đây mới tặng chú. Cái trường ấp cũ đấy. Bà không ngập dữ không chị? Ngập tới đâu chị? Tới đây lần hả? Tới đây đó, không tới đây luôn. Tới đây luôn nè. Ngập tới đây. Đa số bà con là ướt tủ lạnh với máy giặt rồi ướt hết. Tủ lạnh với máy giặt là hầu như là ướt hết luôn.
Tủ ngập lên đó thì còn nước à. Bao giờ xi măng hay gì đem lên đó. Còn hơi ướt á, lên cái đó còn sợ ướt. Rồi chị chỉ nè, cho chị đi. Rồi, vô chị. Rồi chị vô đây. Này em gửi chị 500 ha. Ủng hộ gia đình mình ha. Rồi, cố gắng vươn lên nha. Phần quà của Mạnh Quân ở nước Mỹ á để tặng cho gia đình nha. Rồi, có gì vươn lên nha, trong vượt qua khó khăn nha. Rồi. Đêm hôm là nguyên sớm mà chắc là nhịn như là đó. Không phải nhịn vụ kia á. Tại thức không đâu ngủ được đâu. Cái này không có nhà vậy? Có. Đâu thấy đâu ta? Bình thường. Bình thường ha. Rồi. Bình thường. Bình thường. Bình thường. Bình thường. Đang sửa điện hả? Ờ. Ừ. Sáng đi tặng đó. Sáng đi tặng đó, đoàn xã đi tặng cái đoàn bánh tét rồi sáng. Bánh tét. Đây gửi tặng cho gia đình mình 500 ha. Cảm ơn nha. Dạ. Rồi cố gắng vượt lên nha, khó khăn nha. Cố gắng ha. Rồi. Cảm ơn đoàn nha. Dạ. Đăng nước lũng em. Cố gắng vượt qua khó khăn thôi. Cảm ơn. Biết bệnh con gà bự. Rồi chỗ này sao? Bình thường luôn á. Gia đình. Đây bà chủ đây. Rồi gửi tặng cho gia đình mình 500 ha. Rồi kéo con trang xuống. Cố gắng vô lên cho nó khó khăn nha. Rồi đây là phần quà của Mạnh Quân ở nước Mỹ á, gửi tặng cho gia đình ha. Rồi chị cho mà cố gắng vượt qua khó khăn nha. Xe đó ngập hết đó, đồ nó ngập hết. Rồi đi. Gấu bọng gì nè, từ lưa chân thấy không? Rồi. Xanh ra hai thêm. Rồi gửi tặng cho gia đình mình 500 hết rồi. Dạ. Dạ đây là phần quà của Mạnh Quân ở nước Mỹ á, tôi tặng gia đình nha. Cảm ơn nha. Cô nước Mỹ rồi, cũng là cảm ơn nha, nhà tài trợ của cô bác, chính quyền ở đây. Rồi cố gắng vươn lên nha, trong lúc khó khăn nha. Rồi. Còn vô nữa ha. Rồi. Tiếp tục. Khúc gần cuối rồi. Mình đi ra đường nào? Khúc gần mất rồi, mình ra đường kia luôn. Đi gần này luôn hả? Quá. Quá giờ rồi. Tới cỡ đó đó. Tới cỡ này đó, biết sao đây. Hộ này. Hộ này sao đây? Rồi đứng mấy rồi. Anh đứng ngoài. Đây. Lầy nước lầy nặng hay nhẹ? Rồi ủng hộ nghèo luôn cho ông chịu đi. Hộ nghèo chú đi được không? Với ông bị bệnh thần kinh nữa. Ông bệnh thần kinh nữa. Ông có giữ tiền không? Biết giữ tiền sao nha. Dạ thì bữa nay tới đây thăm gia đình của mình gửi cho chú 1 triệu tiền của má bên Hàn Quốc bên Mỹ ha. Gửi chú mua đồ ăn nha. Dạ. Thằng ở cái nhà này trời. Này chắc xả lúa được luôn quá. Nhìn cái nè. Thấy chưa? Đây ngang làm hộ này luôn đi, đây mình đi đường đó ra luôn. Dính là đi ngồi. Sao đi được trời, dính luôn đất nè. Mà dính luôn à, dính là dính là không đi được á. Bây giờ bỏ dép nè. Mang lại đi, rồi ra mua dép mới. Không có, đi không được, nó dính dưới đây chứ. Búng lắm quần ơi. Nó dính xình luôn, đi không được á. Dính xịt trơn quần ơi. Rồi vậy đi. Đừng có lấy dép nha. Rồi tặng xong hộ ra luôn đi. Rồi mình đi ra. Còn mấy hộ nữa. Cái này xả lúa luôn á. Bỏ dép luôn hả? Bỏ dép luôn. Đi ra đường nào? Ra đường này cũng có đường nữa. 4-5 dạng, 5-6 dạng. Đi thẳng luôn đây luôn đi. Lỡ rồi xách dép qua đây khúc này là đỡ. Đứng đây cho đi rồi lụm đi dép rồi đi. Ừ lụm dép đi. Dũng đi đường này luôn. Đi lại sao? Cho chị lao một chút xíu gì đâu. Đi lại đi. Chị quen.
đi. Đi bên đây. Không, tôi biết thân là tôi chơi quần cục sọt là ngon lạnh đúng không à? Đi ngang qua bên đó đi. Rồi mình gửi gia đình luôn đi. Đây nha. Đây con. Người nào? Đây. Đây gửi tặng cho gia đình 500 ha. Đây số tiền của mạnh quân ở nước Mỹ á. Để tặng gia đình mình một coi khó khăn nha. Dạ dạ. Có anh hộp chứ, này ngập hết chứ gì vừa nói. Trời ơi đây nè, cái này. Ở này ngập hết rồi. Ngập cái đó đó. Cái cửa này hả? Tới đây à, mấy cửa. Coi như tủ lạnh đồ mấy giặt còn thiếu chưa? Chưa. Bữa nào biết chú chị hết chưa? Nhưng mà bữa nay đỡ rồi. Bữa nay nước rút rồi đó. Rút rồi ha. Nước rút thôi chứ không đi đâu được đâu. Ở nhà mình có ai mua mạng. Xinh lắm nè. Rồi thấy thì rất lên được rồi đó. Rồi bước qua đây nha. Đi đường này. Đi góc quần chân đinh nha. Đinh nha. Đinh này nó quẹt cái là chết á. Ủa cái này mình phải mang vết vô đây tay dính không? Coi cái chỗ nào nước rửa đi rồi mang qua đây. Qua đây rửa. Chỗ này ghê quá ông nội ơi. À, mình đây, mình đây. Đây. Qua đây lại. Dép mới được. Ờ. Ôi. Qua đây có dán lót này. Ôi. Có ấy nha. Có đinh á, có đinh có điện nha. Rồi mang dép vô đi. Ờ cái gì chị? Ủa, kéo cây dây qua đi không được. Đi mấy cước rồi nè. Lên đây nè. Rồi. Ừ. Ở đây tao biết thế không rồi đi không. Dạ chồng con phải bắt đường đi. Ừ, bắt. Rồi, tặng cho 500 đi. Rồi, 500. Cái đây chú ơi. Ở cái nhà. Ở cái nhà con nè. Đó. Ừ, cái nhà gì dữ hả? Mình đất 500 đi ha. Mình đất. Rồi. Đây là chú tiền của mạnh quân ở nước Mỹ cái tặng gia đình ha. Dạ. Dạ. Ruột qua khó khăn nha. Để. Dạ. Rồi nước nhà mình ngập tới đâu? Nó ngang luôn quần hết trơn vậy. Gì đó hả? Dạ. Này là nước rút thấp nhất rồi đó. Có đo thử rồi ha. Ừ. Giờ giá gì cho hả? Rồi chuẩn bị. Rồi đi tiếp với cô chú anh chị ơi. Cá có vô không? Có mắc rồi. Quang cũng thay mặt cho những hộ dân ở đây cảm ơn anh Tấn chị Anh Mỹ rất là nhiều nha. Rồi họ này luôn đi rồi cái mình đi ra luôn à. Rồi chúng ta cũng rồi bình thường đấy, hội này bình thường luôn. Bình thường. Hộ bình thường. Hộ bình thường. Gia đình hộ bình thường nha. Rồi đây chủ nhà hả? Ừ, chủ nhà gửi tặng cho gia đình mình 500 của số tiền của mình của nước Mỹ nha. Có lời nào gửi lời cảm ơn không? Em cảm ơn. Cố gắng vượt qua khó khăn nha. Ở đây quá trời nó dơ nước nó húi rồi nè mọi người. Ở đây chuẩn bị làm cái lộ đường lộ ha. 4 mét đây chắc trên tháng nữa tháng làm cái lộ rồi lại lộ 4 mét nha. Dạ. Ấp và vận động rồi làm cái lộ này rồi. Dạ. Rồi. Bình thường. Bình thường vậy đó hả? Bình thường vậy đó. Rửa tay kìa. Qua đó rửa tay đi, rửa đi. Chị ra đây luôn đi, anh chị ra đây luôn đi, anh nhận tiền anh khỏi vô nhà cho nó vô nhà lắm. Vô nhà. Đây đây mình lấy tiền cho chị luôn 500 đây cho chị mà mua gạo mua nước mắm gì đấy trong lúc khó khăn rồi. Ừ. Hai vợ chồng ông này cũng chủ ông. Ừ. Bà chủ, ông chủ bà chủ. Ông chủ bà chủ ha. Thì gửi cho cô 500 số tiền mạnh quân của nước Mỹ nha. Đúng rồi. Cũng cảm ơn mấy anh mấy chú giúp đỡ mang ơn nha. Dạ dạ. Rồi cố gắng vượt qua khó khăn nha đó. Rồi ba kia. Dạ. Nhà cửa ngập đồ ngập hết trơn đó cưng mà ngập mà hư hết không? Ngày thường mình cũng chạy xe đường này đó hả? Ngày thường á. Chưa sửa hả? Chưa sửa hả? Nhỏ làm không kịp đó. Ừ. Ông chưa. Hộ bà Kim Chi này ông ấy nói anh em gửi lại ông đi rồi ông đi sao chứ bả đi đâu rồi bây giờ biết được đâu mà chứ. Băng vệ sinh. Đâu? Dữ lắm.
Trôi quá trời trôi à. Không có đường đi không trời. Ừ, dữ lắm hả dạ. Rồi gửi cho bà hồ nghèo đó 500 cho đây chú. Ờ, cho chú giữ luôn. Ờ, rồi okay. Vậy là cái hộ gia đình này. Ờ, hộ nghèo bà Quỳnh Thị Chi. Ờ, 500. Ờ, gửi về, gửi về lại cho bà Quỳnh Thị Chi. Dạ, chú gửi cho giùm gia đình nha. Ờ, rồi. Đó, quay nhà đó. Đó, quay tóc nóc hết trơn kìa. Dạ, dạ. Quay tóc nóc hết trơn đó. Dạ, dạ. Nhà tóc nóc hết trơn rồi đó. Ok, chú. Dạ. Ừ. Rồi. Có cái đường ngoài kia nãy ngoài đó mọi người. Dạ. Rồi đi. Rồi nhà này bình thường luôn anh ơi. Nhà này. Nhà ở Mỹ. Nhà tại chợ Mỹ. Rồi vậy thấy bà con mình bảo sao vợ? Cố gắng vượt qua khó khăn chú. Dạ. Dạ. Đây nha. Rồi rồi nhập như bình thường rồi. Dạ. 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 Đây đồ đạc cũng mua hàng hết rồi ha. Ờ hết trơn rồi. Rồi để tặng chú 500 ha. Rồi cảm ơn. Dạ. Dạ vượt qua khó khăn nha chú. Rồi cảm ơn, cảm ơn. Dạ dạ dạ. Để vợ thở đây nữa. Dạ dạ. Chuẩn bị nhà nãy làm như không có đường vô hay vậy chú? Có đường. Ba còn của mấy hôm nay ba nhà khó đi còn giữ nữa. Dạ. Hả? Không. À, có mấy cái nhà tóc máy báo rồi, có ba nhà đó tóc máy báo rồi đó. Nhà này sao đấy? Bình thường. Bình thường ha. À, báo rồi, báo rồi chú Phong tổng hợp rồi. Gia đình 500 ha. Dạ dạ. Vượt qua khó khăn nha cô. Nhà mình nước ngập tới đâu cô? À, chú Vũ tóc máy nè à, mà thằng Nguyễn Thanh Thống ha. Nguyễn Thanh Thống với Lê Văn Vũ với Giảng Nguyễn Văn Giảng ngập lên tới bàn thờ luôn hả trời. Tới bàn thờ luôn ha. Tủ lạnh tủ gì hư trơn luôn. Có mấy hộ như là Vũ là khó khăn á. Nhà nước mặn mà chắc hư đồ hết rồi. Ờ thì cũng đủ ăn vậy đó. Ừ tiếp. Cảm ơn nhà ta chợ nhiều. Rồi tới đây là hết rồi. Rồi ra ngoài đường luôn rồi. Hộ nghèo hả? Thì hộ nghèo, ngoài đây mấy năm năm hộ rồi đấy, ngập hết mà. Gia đình đâu? Gia đình đâu? Năm hộ bị ngập nước đây, năm hộ nghèo. Rồi rồi đọc nè. Rồi Lê Văn Đeo. Rồi. Quỳnh Thị Chi. Ừ. Lê Văn Vũ. Ê, không phải là Lê Văn Tấn. Rồi. Lê Văn Thắng. Rồi, Phạm Minh Đương. Rồi, bên đây làm sao đây? Rồi, năm hộ đó. Qua đây Quang ơi. Thì hộ nghèo thì ba cái nhà thì thường nó bị mà hư ba cái tủ bàn ghế gì đó. Một hộ đó hả? Tính thôi giờ phỏng phỏng đi chắc cỡ 5 triệu đi. Đi. Để cái mấy hộ này cũng mà để mời chú gà sót lại chú báo cho chính xác lại đi. Đó là hả? Mời bị không nước ngập rồi không có gà sống cũng được. Nha. Ờ mời đi thực tế ra mà cái mấy cái bao cát này bữa hổm năm hộ nghèo đấy đi ha mọi người. Tấn là dài trên chỗ đây đây ha. Ừ. Trong đó nước đồng như mây luôn rồi. Rồi đi chút xíu mọi người thấy không? Hả? Nước nó đậm rồi mọi người. Rồi ghi 2 triệu lại đi, mỗi hộ 2 triệu đi. Rồi. Hết biết không? Rồi cái hộ kế bên sao chú? Hộ kế bên đó. Bãi về chưa? Bãi về chưa? Bãi về rồi. Linh ấy nhận tiền chưa? Rồi. Rồi. Đây là số tiền của mình mua nước Mỹ
Rồi tới đây hết rồi hả chú? Ừ. Tới đây hết rồi đó. Rồi. Còn đâu còn nữa rồi, không? Rồi mình còn ba hộ nãy mình đi vòng qua ngoài kia cái ba hộ nữa mà là ba hộ luôn. Bờ Kinh nữa hả? Ờ, mình vòng qua Bờ Kinh cái ba hộ nữa mà hết. Dạ. Rồi Minh Tăng xin chào mọi người ha. Thì cảm ơn tất cả ông bà cô bác anh chị em. Cảm ơn chứ còn ba hộ ngoài đó mình vòng qua bà kè. Mỗi hộ bà kè đó triệu đó xong. Mọi người nhớ cho Minh Tăng xin một like và các chia sẻ ha. Rồi Minh Tăng xin chào mọi người ha. Rồi.